Quên hôm qua bà dưới chiếu còn sót gì nào chứ. Bà dưới chiếu bình quá rơi mấy trăm đi. Rơi nhà lao à? Dưới chiếu chả biết chiếu nhà được. Còn bà cái bốn thằng đánh thì bốn thằng thua, chả biết ai được. Gặp hết chiếu. Vinh được rồi. Hôm qua cũng tỉ thí à? À hôm qua đổ bê tông. Hôm qua đấu trí. Tỉ thí. Hôm qua vẫn cầm 60.000. Trong tổng 50.000. Rồi ông Bình ông rồi. Rồi chọn nào mưa được cả. Đi đầu với bạn đi. Ừ. Có đọc anh Nghĩa anh điện nói mưa này hay nghỉ. Về đây đi. Ở nhà này hư người đi làm. Ông cứ cho thêm lên mẹ lên lượt nữa đây anh ạ.